Gần đây thì mình thấy mấy bạn comment GBO chuẩn bị up rất là sôi nổi, trên group cũng có, rồi trên YouTube cũng có. Thì theo điều tra của mình thì admin hình như là sâu ra là trái mochi là điều chắc chắn rồi ha. Kế đến là trái kage, rồi trái quỷ bao bao. Rồi kế đến là cái cây kéo vũ khí vừa mới sâu ra vào lúc sáng nay nữa. Thì gần như là đã có thể up một bản cập nhật rồi. Chắc là admin muốn tung một cái bản cập nhật lớn luôn á. Nên là chuẩn bị rồi, không biết là ngày nào thôi. Nhưng mà trái Ito thì mình vẫn chưa làm rip review cho các bạn xem. Đây là trái quỷ Ito mà mới lúc nãy mình luồn vào chợ đen để mình mua. Thì nếu mà mình đi lụm á thì cái tỷ lệ ra rất là nhiều, tại vì á một trái Ito mà cạnh tranh rất là nhiều trái quỷ. Rồi mình đi đánh tàu thì chắc chắn là cũng khó ra rồi, làm gì mà may mắn lại mà múa không phát là ra Ito liền. Ngoại trừ nhân phẩm của mình đó là vô cực 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 lắm á mới lòi ra, nên là quyết tâm vào chợ đen mua trái quỷ này 35k ha, review cho các bạn xem luôn. Để chờ cái đợt update năm này mình sẽ quay lại mình cài cái game này nhiều hơn, để tự lụm trái quỷ cũng như là tự đánh thuyền để ra đây. Đây là năng lực trái quỷ Ito nè các bạn, nhìn trái quỷ nó cũng ngầu chứ. Dôm dôm gần để mình chụp hình coi nè. Ito đây. Bây giờ cái việc là ăn vào thôi. Từ 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 phàn 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 cắt vô cắt vô. Chưa quỷ trái quỷ mà. Hiện tại mình đang ăn Magu. Nên là mình sẽ bắt đầu cái quá trình quỷ trái quỷ. Còn mà mua trái quỷ bằng chợ đen như thế nào thì các bạn có thể tham khảo bạn bè hay là những group mà bán trái quỷ. Cái này thì mình sẽ không nói chuyên sâu nha, các bạn tự tìm hiểu và điều tra nha. Rồi bắt đầu mình sẽ quỷ đi năng lực trái quỷ hiện tại của mình. Bao nhiêu Robert quên là ta, à 50 Robert. Rồi quỷ đi ha. Ok. Vậy là mình đã mất đi năng lực trái quỷ Magu rồi. À, quên 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 quên. Nó có một cái viên. Cái viên mình mua với giá là 50 Robert ở đâu rồi ta? Đây, đây là cái viên mà mình quỷ trái quỷ ha. Rồi. Mình chỉ cần lấy cái viên này ra và cắn vào thôi là được. Thì các bạn cũng có thể try trong khu trai nha, chứ không nhất thiết là mình phải mua. Rồi ok. Vậy là coi như là năng lực trái quỷ Magu của mình biến mất. Kế đến là mình còn phải chuẩn bị thêm đường trái quỷ nữa. Rồi ok. Đường trái quỷ à. Vậy là phải tốn kém nữa rồi. Hình như là mấy cái viên mà quỷ đi đường ta mình xài hết rồi, không còn nữa. Cái này vô khu trai thì chắc chắn có rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ đang cấp bách ra nên là quyết định mua luôn. Tốn kém nữa đây. Chính nó 75 Robert nữa. Ủa sao thấy làm clip tốn kém dữ rồi ta? Tốn kém lắm luôn à. Hết 50 Robert, giờ thêm 75 Robert, rồi thêm trác quỷ mua nữa chứ. Rồi ok. Rồi mình sẽ bấm để xài cái viên này vào nha. Ủa kỳ vậy? Trời ơi bây giờ mới hiện ra. Hỏi mình là có reset hay không? Rồi ok. Reset chứ. Đang lắc chắc. Biết ngay mà. Binh cũng đã xuống rồi. Đây trái quỷ Ito đây. Lôi đầu ra liền. Cạp vô heo. Ăn vô. 3, 2, 1. Đập trong bản mặt. Ăn trái quỷ mà kêu quỷ quỷ. Rồi ok. Đã có được năng lực trái quỷ Ito rồi. Thì để mình xem coi là năng lực trái quỷ này sức mạnh như thế nào ha. Thì đều trước tiên thì mình phải nâng đủ cái điểm đi vào thì mới mở khóa cho mình, chứ mấy toàn là chấm hỏi không. Vọng cho ngàn điểm. Liền. Đâu rồi? Đây, ok. Rồi. 20. 20 vào Rokushiki để mình có thể ghép bô được. 200 vào defense liền. Rồi ngon lành. Còn 55 để đó đi. Giờ mình sẽ xài thử chiêu nha. Đầu tiên là chiêu E. Làm gì đây? À, bắn tơ. Bắn tơ. Ủa sao nghe nó mini dữ vậy? Mà cái phạm vi nó không được xa nha. Để coi coi. Bắn tới đằng kia không? Ở gần gần gần. Gần chứ không có xa lắm nha.
Cái đó là chiêu R làm gì đây? Tơ ngũ sắc. Rồi cái chiêu này chắc mình nghĩ là nó bá lắm nè. Bá, bá là giúp mình phá phòng thủ đó các bạn. Mình nghĩ là phá phòng thủ rất ngon luôn á. Tại mình thấy cũng gồng thiệt lâu và hồi cũng lâu nè. Cái đó là chịu tê. Trời ơi. Anh hai, em test trái quỷ đi mà anh làm gì anh giác cái khẩu đó. Anh bắn dữ rồi, trời ơi, nạp đạn bắn kìa. Bài. Được nha. Ôi, nó khó bài thiệt luôn đó các bạn. Khó bài thôi, chứ bài vẫn ngon nha, đó. Đó, mình cứ từ từ như thế này. Mình đi như người nhện vậy đó. Đó, mình cho bài lên, cái mình tiếp tục mình câu tơ. Có lý nha. Rồi, tiếp theo là chiêu Z làm gì đây? Được không? Mình thấy kéo một cái cọng dây mà toàn là lửa không? Ngon đấy. Chịu ít. Mình thấy chịu ít bình thường vậy ta. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà mục tiêu nhận cái chiêu này á, thì cái chuyện bất thường nó mới xảy ra. Chịu C. Ồ nè, lòng chim nè. Đó. Ôi. Đã dữ. Nhưng mà không biết đi farm thiền như thế nào thì một lát mình sẽ thử. Bây giờ mình vào mình đánh quái nha. Đánh quái trước. Tại vì không có một người nào ở trong server để test cùng mình. Nên là phải test trên quái thôi. Rồi đầu tiên mình sẽ thử với cái chiêu E nha. Chưa tới. Xích lại tí nữa. Bắn nè. Nó. Chống. Ủa gì vậy? Giác súng bắn mình không xi nhê hay sao hả? Ủa gì kỳ á? Ừ, mình tưởng đâu bắn xuyên viên đạn qua người mình không gây đam chứ nè. Có gây đam nè mà gây rất ít. Trời ơi. Nhìn bắn cục tơ nghe chán vậy chứ. Thả từ 60 máu. Tiếp là chiêu R nè. Tơ ngũ sắc. Rồi cái chiêu đó đó. Cái chiêu tơ ngũ sắc nó dữ dội đó các bạn. Tơ ngũ sắc. Nó. Cái mình bắn thêm phát nữa. Hai chiêu này là chiêu phối hợp nè. Chiêu tê thì bay trên không rồi thì mình bỏ đi ha. Cái đó là chiêu Z. Rồi có đâm đốt luôn. Gây ra 100 đam. Với 1000 điểm đi vò của mình. Ở mình cũng chưa bà Haki mà. Để bà Haki mình test thử chiêu Z coi. Như thế nào? Z. Nó tuyệt vời. Trời ơi, đánh trúng con kia luôn rồi. Ít thôi. Ủa say. Say rống không? Vậy thì xài đỡ chiêu C nào. Lòng chim. Chống hạ bé. Bé chống với anh là chỉ có cái con đường lết thôi. Lại chiêu ít nha. Ý nè. Ô. Oh. Trói buộc các bạn ơi. Coi như là mình trói kẻ thù lại. Đây. Mình đi trên cao cho các bạn dễ nhìn thôi. Chết rồi. Trói nè. Dí bắn. Ôi trời ơi. Bị con quỷ kia nó phá chiêu. Mê lắm mà bắn nè. Mê lắm nè. Từ ngũ sắc. Giọng cho chiêu E rồi. Chiêu E hụt. Bài cao cao lên. Nè, làm gì được nhau? Làm gì được nhau nè? Trói buộc lại liền. Trời ơi, định trói mà bị mấy con quỷ này nó phá. Làm một phát tơ ngũ sắc nữa. Cái chiêu tơ ngũ sắc này là có thể phá phòng thủ của kẻ thù nha. Nếu mà con quái hay người chơi nào đỡ á, thì các bạn có thể sử dụng tơ ngũ sắc để chém banh phòng thủ á. Coi như là bỏ qua phòng ngự á. Ngon lành. Lòng chim. Rồi chưa kịp xài nữa bị gãi chiêu rồi. Câu tơ liền. Còn nó đỡ kìa. Cái đó là phải chuyển sang tơ ngũ sắc mình bứa liền. Tính ra trái tơ này cũng được phết nha. Nhưng mà do là mình trải nghiệm mấy cái tựa game kia nhiều quá đó, nên là giờ qua game này á, thấy nó sai sai sao sao á.
Tại game này á, mình chú tâm là mình đỡ đánh chứ không có dạng như là những cái game khác mà mình bam chiêu để có thể tiêu diệt một bầy quái. Nên là những cái chiêu thức á, các bạn thấy nó rất là rườm rà nha. Nên mình phải canh rất là chuẩn để có thể phát động nha. Rồi bây giờ đi đánh thiền thử á, test trên quái rồi. Bây giờ đi thử farm thiền coi là trái tơ này làm được những gì. Đàn ông, có cần phải chơi cái thiền lớn vậy không? Z. Mình thấy chiêu Z này được nè. Đó. C. Đừng. Đừng bắn mấy anh ơi. Hên là mình tộc người cá nha. Chứ bình thường mà không phải tộc người cá là chìm ngẫm luôn rồi. Đâu cô. Cô nã đạn kìa. Lồng chim. Thấy. Thấy farm thiền là thấy không xong rồi đó các bạn. Không ổn rồi đó. Tại mình sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái chiêu Z. Rồi coi nã cái thiền mình banh chành luôn rồi kìa. Em mới sửa xong mấy anh ơi. Mấy anh cũng thương tình, cũng niệm tình giùm chứ. À đây rồi. Lồng chim. Rồi xong. Thì với năng lực trái quỷ này á, nếu mà mình đi giữa biển như thế này thì không thể nào mà farm thiền được nha. Rất là khó. Nên là mình phải cần một cái bệ đứng nó thích hợp. Trời, chỗ này chỗ nào đây? Đây, thiền nhỏ dễ test đây nè các bạn. À, lồng chim. Chưa kịp úm nữa rống không rồi. Khó lắm. Mình phải có một cái chỗ đứng mà nó vững chắc á. Rồi, đã coi. Thôi. Nói mà dùng cái chiêu này mà ra mà farm thiền kiếm trái quỷ hả? Ai mà mua hay ăn trái quỷ này mà nghĩ đến chuyện farm thiền, thôi đi nha. Không có được. Chắc là mình nghĩ là nó thích hợp cho BB nhiều hơn. Còn farm thiền thì dẹp đi. Mình chưa kịp úm lồng chim gì cái là coi như là toan mình rồi. Nó bắn cứ bắn rớt xuống vậy không nè. Rồi thiền bự tới nữa kìa. Lồng chim. Ôi bay. Ôi bay câu dây như người nhện luôn đi. À, đây mấy đứa là đây. Không được. Nghỉ. Vậy là cái quá trình farm thiền của mình cũng đã xong. Thì như các bạn đã thấy đó. Thì mình thấy cái trái này á thì nó rất là khó ở những cái giai đoạn đầu mà bạn tân thủ nào mà ăn sở hữu đấy ha. Nếu mà những giai đoạn đầu thì bạn sử dụng bơm hay là Mera hay là Goro, những trái quỷ nào mà có cái khả năng nó đánh diện rộng nhiều chiêu. Còn đây ha, cái chiêu nè nó đánh dày. Rồi chiêu thì nó gần xịt. Còn chiêu thì nó bay ha. Còn chiêu này á thì vẫn có thể đánh được diện rộng nhưng mà có điều á là nó hồi hơi lâu xíu. Ở chiêu X thì nó sẽ trói đơn mục tiêu. Rồi kế đến là chiêu C. Đó, chiêu C thì diện rộng nhưng mà có điều là chiêu hồi khá lâu. Rồi, vậy là ở video lần này thì mình cũng đã cho các bạn thấy được cái năng lực của trái quỷ Ito rồi ha. Các bạn đánh giá sao về trái quỷ Ito này? Hãy để lại comment bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye các bạn.